Hội Chữ thập đỏ Cao Bằng nhà nước Lào Cai vừa tổ chức trao quà quyên góp ủng hộ gia đình chiến sĩ Sùng A Liền, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai. Chiến sĩ Sùng A Liền hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Kho Bạc tỉnh Lào Cai. Ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại thôn Ngài Phóng Trồ, xã Xín Chén, huyện Simacai, xảy ra vụ hỏa hoạn cháy nhà của hộ ông Sùng A Báo, cũng là nhà của chiến sĩ Sùng A Liền, khiến toàn bộ nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi. Với tinh thần tương thân tương ái, Chi hội Chữ thập đỏ Kho Bạc nhà nước Lào Cai kêu gọi toàn thể hội viên ủng hộ gia đình chiến sĩ Sùng A Liền với số tiền 15 triệu đồng và chăn ấm mùa đông giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.